Hello anh em, lại bán cho em trai chiếc QKR PS91, nó cũng trùng với dòng QKR. Em ra so luôn, chuẩn luôn. Đây là bao da chụp bụi cần số các bạn nhé. Anh em, rất nhiều anh em bị hỏng cái này, cũng hiểu lý do vì sao. Em lại xem tại sao hay hỏng cái này nhỉ? Anh chưa hiểu nhỉ? Tại sao hay hỏng cái này thế nhỉ? Cái này ngã tay. Ngã tay không phải là hỏng mà ngã tay. Anh hiểu không? Là ngã tay là như nào nhỉ? Ngã tay là xé đấy. Có nghĩa là mình ra vào số nhiều của nó bị xé à? Kiểu rành rành tay không có cái việc gì này nắm rồi rồi ok quá. Tại vì hôm nay ông kia là phụ ông nghỉ rồi ông để lại cho mình con này đấy. Ok đây, ông bị gương cả cái thứ bắt đây, cho bác cái đây này, gương cả tay gương làm cho bác cái đây này. Đây mình quay lại cho mọi người xem cái gương tròn ông nó bắt cho anh trai các bạn nhá. Đây là gương tròn này, các bạn nhìn này, hai đốt ngón tay này. Đó, đây là gương phụ này. Con này nó chỉ lắp được em là gì không? Thay luôn này, em thay luôn à? Thay cho mình. Ok. Mọi người nhá, đang tận cảnh trực tiếp thay cái chụp bụi cần số của Isuzu này, QKR 270 230 BS 190. Đó, tất cả đều dùng là cái chụp bụi cần số bằng da các bạn nhá. Đây các bạn đang nhìn tận cảnh này. Đó, lâu ngày hoặc là có thể chúng ta chẳng may va vào hay là bị làm sao đấy thì nó rách. Hay rất đơn giản luôn, anh em chỉ việc tháo con vít này các bạn này. Đây là một con lục giác này. Đó, đây đang lắp lục giác vào các bạn nha. Đây các bạn nhìn này. Đó, rất đơn giản luôn. Nghe chưa? Lục giác bông rồi. Bông hay lục? Anh em chỉ việc đầu tiên là tháo quả đầm số các bạn này. Đó các bạn nhá, nó là gen. Sau khi tháo đầm số xong thì chúng ta sẽ có hai con vít. Nó sẽ là bông các bạn nhá. Đó, các bạn sẽ lấy cái bông nào nó vừa cái này, chúng ta sẽ có một cái bông. Vừa đấy, vừa chưa? Đó, xong chúng ta bắn nữa các bạn nha. Chắc tay ấn sâu vào, không phải trờn ốc này. Thì con này của bạn, ốc nó bị trờn nhỉ? Đó, nghe thấy không? Anh em nhớ nhẹ tay thôi nha, mảnh đó là rất nó đơn giản. Rách ra rộng đấy. Đấy, rất đơn giản luôn. Thế là xong các bạn nha, chúng ta tháo hai con vít nữa, bốn cạnh nữa. Đây nó sẽ có hai con bốn cạnh các bạn này. Hai con bốn cạnh nằm ở đây, chúng ta cậy này ra, tháo ra là chắc được cái ủng người lên. Chúng ta có thể thay được cái chụp bụi cần số này rất đơn giản luôn. Thay chụp bụi cần số này các bạn nhé. Ok, đấy các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Đấy, hai bên nó sẽ có hai con ốc các bạn này. Mỗi bên nó có một con này các bạn này. Bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, chúng ta tháo lốt con bên này ra. Rất đơn giản luôn. Đấy, cái chụp bụi cần số này thay rất là dễ các bạn nhé. Sau khi thì xong thì chúng ta bỏ nó ra như này các bạn. Đấy, wow, đấy bẩn ghê à? Ăn cát rơi xuống bẩn quá các bạn ạ. Hơi bẩn. Tại vì em hôm nay là mới. Ông phụ kia ông thì ông chơi đẹp quá nên cho em cái này đấy. Uầy, ghê quá. Cái gì ghê nhở? Như kiểu mỡ hay sao ấy. Không có đâu. Mình cứ tưởng mỡ trôi qua nhìn bẩn ghê. Tháo xong này chúng ta sẽ có cái ủng như này. Đây chúng ta tháo một này, hai, ba con vít đó, và trên mặt nó có con vít đúng không ạ các bạn? Đấy, rất đơn giản luôn đó. Sau đó thì chúng ta sẽ làm như nào nữa? Đây trong này nó có con vít đây, chúng ta việc tháo con vít này ra thôi và bỏ cái phanh này ra là chúng ta đặt cái cao su vào là xong. Rất đơn giản luôn. Đây, bên trong mọi người tháo cho mình cái mảnh ra các bạn nhá. Đó các bạn thấy không, đơn giản cực luôn. Anh em tháo một con vít này ra là chúng ta nhấc được cái mảnh ra rồi. Ok, nhấc mảnh ra xong chúng ta bỏ cái cao su ra. Đấy, đặt lại cao su mới. Thế là đơn giản luôn. Xong chúng ta ôm cái vành vào thôi các bạn nhá. Rất đơn giản, cực đơn giản luôn. Đấy, toàn bộ cái cao su này thì nó là hàng nguyên bản rồi. Chỉ tội một cái chất liệu cao su của nó sẽ không được bằng hàng theo xe của các bạn đâu. Cái hàng thay thế này không bằng, mình nói thật luôn. Không bằng hàng zin nhưng mà thôi, nếu sao thì nó cũng là đồ thay thế thì ta dùng được thôi. Còn hàng xịn thì không có các bạn nhá. Đấy, các bạn rất đơn giản luôn. Đó. Đấy, các bạn cứ ấn làm sao cho nó vào đúng cái ránh của nó thôi. Đấy. Mà cái ránh cuối cùng của nó sẽ vào đây này các bạn này. Các bạn nhìn cái gờ cuối cùng này, nó sẽ nằm lại ở trong đấy và đưa luôn cái sắt kia vào là xong. Nó tì vào, nó tì vào cái mặt này này. Là nó hãm được lại. Rất đơn giản luôn. Đó, anh trai đang tận cảnh các bạn nhá. Tận cảnh cái này thì thật ra thì bác tài làm cũng biết tay hết. Rất đơn giản luôn. Quá đơn giản. Đó, chúng ta ấn kéo khéo làm sao cho cái vành cuối cùng này nó nằm ở lại.
ấy, nó tùy vào cái vành đấy. Hám lại cái đấy thì chúng ta sẽ chặt luôn đấy, bạn thấy đơn giản đó. Thế là xong các bạn nha. Anh em bắt vít rồi xong. Đấy, thế là xong. Các bạn thấy đơn giản không? Rất đơn giản luôn. Đây là xong các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó vào đúng cái mép này. Đấy, anh ấy kéo tay anh lồng qua này. Đấy, chỗ nào mà nó bị tòi lên thì chúng ta lại ấn nó xuống các bạn nhá. Chúng ta lại ấn nó xuống. Thì đây các bạn nhìn này, mấy cái mép dưới cuối cùng này. Cái mép phía cuối cùng này nó sẽ nằm vào cờ lại ở giữa cái nhựa và cái sắt, thì chúng ta ấn cờ lại là xong. Rồi chúng ta siết cái nốc vào. Rất đơn giản luôn. Đấy. Ta đặt lại mấy cờ các bạn này. Đấy, sau đó nó sẽ chặt ốc. Đeo lòng và chúng ta ấn lại các bạn nhé. Rất đơn giản, thế là xong. Ok, rồi xong, ra ụp vào. Đó, rất đơn giản luôn. Đấy, các bạn thấy không, ok chưa? Đấy, xong rồi chúng ta xoáy lại ông như cũ thôi. Đây, đó là con ông bông bông các bạn nha, con bông. Chưa đúng anh ạ, nó phải ngập hẳn xuống cơ. Anh đặt sai rồi, nó phải ngập hẳn xuống cơ. Đây, bây giờ mới đúng này. Đấy, bây giờ mới đúng. Đây, từ từ nhá. Rồi, anh bắn đi, bây giờ mới đúng. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, ok. Thế là xong rồi, anh bắn tới tay, anh còn chặt không? Đấy, thế là xong các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Đấy, sau đó xong thì chúng ta lại bắt mấy con vít này vào thôi. Vị trí cũ đây các bạn này. Xoáy mấy con vít nhựa này vào đúng lỗ của nó là xong. Đó, xong ta xoáy cần chộp số vào. Đấy. Thế là mình đã hoàn thiện cho các bạn xem toàn bộ công đoạn thay cái trục bộ cần số QR các bạn nhá. Rất đơn giản đúng không ạ? Cực đơn giản đúng không? Anh còn lúng cái nữa, còn lúng nhỏ nữa. Không, lúng là của cái này. À, đất là anh. Đó, sau khi đọc xong thì ta xoáy vào các bạn nhá. Đấy, rất đơn giản luôn. Đấy, nó có gen các bạn ạ. Các bạn xoáy ra xoáy vào rất đơn giản luôn. Đấy, gen thì chúng ta xoáy chặt tay vào xong luôn. Xoáy ra ấy. Kê lên cho nó đỡ ấy. Mình tận dụng cái lúng anh. Mình tận dụng cái Ồ, không được. Hả? Không được anh ạ. Không được, luồn tiếng không được anh ạ. Kệ nó thôi anh ạ. Phải tận dụng cho nó kíp cây này, anh hiểu không? Còn công xuống này nó mới đến đây. À, nó mỏng hơn cái này. Thế anh tì ngoài anh ạ, anh tì ngoài cũng được. Anh tì ngoài cho em được, anh đấm vào đây cho em. Tì ngoài nó xấu. Không, lồng ở trong anh. Ừ, nó phải cho kê trong á. À, nhưng mà cái đấy là cái lục cũ của anh. Vừa không anh? À, đấy là đầu các bạn lưu ý nha, nó có một cái lúm cao su. À, rồi, nó có một cái lúm cao su, các bạn nhớ lồng vào trước cho mình. Đấy, nó thứ nhất là nó đẹp hơn, thứ hai là nó fit. Ok. Fit gần số này nè, đợi ấy. Xưa là nó bị nhùng anh ạ. Quá tay rồi, ok. Rồi, ok anh tập mấy đấy, tập mấy đấy anh ạ. Rồi anh thử vào số xem anh. Số bình thường. Rồi, ok. Đã xong các bạn nhá. Đấy thì mình đã quay toàn diện cho các bạn xem cái cách tháo lắp cái trục bụi cần số của QKR 270, 230, PS 190. Cực dễ luôn. Đấy hôm nay anh trai tự làm các bạn nhá. Chỉ cần một cái lục giác và một cái tô vít thôi. Đây, con này thì nó trùng với toàn bộ xe trên thị trường Việt Nam các bạn nhá. Các bạn đéo rất đơn giản luôn này. QKR. Đó, hôm nọ thì có lắp cho anh trai cái đôi gương vuông bé này các bạn này. Đôi gương vuông bé này. Con này thì nó chỉ vừa đây. Đây lắp cho anh cái tay gương cầu. Đó, các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Con này thì nó chỉ cái gương bé này này, nó chỉ lắp cho được đời 230,
270 và đời 28 mắt xuống 29 xuống thôi. Còn nếu 220 thì không lắp được các bạn nhá. 20 tay gương nó rất là bé không lắp được. 20 thì phải làm điều khác. Đó, mình đang quay toàn cảnh cho các bạn hay xong cái chụp vật số nhá. Và cho các bạn gặp lại qua toàn bộ cái gương mà mình lắp cho anh ấy. Gương cầu, gương bụng bé để che mưa. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Thank you anh trai đã ủng hộ chúng tôi từ Đức. Còn anh em nếu ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 và vào đúng cửa hàng của chúng tôi nhà Đức cho mình các bạn nhé. Thank you anh em rất là nhiều luôn.